xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Lại là mình đây. Các bạn ơi, hôm nay mình lại mở ra được một trò chơi cái đập mới các bạn ơi. Trò chơi này rất chi lai luôn các bạn ơi. Các nhân vật nhìn rất chi là đẹp mắt, khác với các nhân vật trong các trò chơi kết hợp khác các bạn ạ. Đó là trò chơi Mergy Hero Wild Battle, con quái vật Gigoki. Trong game này lại gọi là con quái vật 1 kết hợp với con màu vàng vàng kia gọi là quái vật 2 các bạn ạ. Tên gọi rất khác với các game khác. Game khác các con quái vật đều có tên riêng, này gọi theo thứ tự kết hợp ra 1, 2, 3, 4 đến hết luôn các bạn ơi. Rồi mình vừa xin thêm một con hắc khi quái vật 1 nào. Rồi ok, bây giờ chúng ta chuẩn bị chơi game nào. Tấn công anh em ơi, cố lên hắc khi ơi, cố lên nào. Còn quái vật 2 con cố lên nào. Con chọc đầu kia người ta gọi là con cha một các bạn ơi. Đội bạn có hai con cha một, đội mình có một, kết hợp hai con hắc Gigoki tạo ra được một con quái vật 2. Hai xin thêm một con cha một nữa. Cố lên anh em ơi, xông lên em ơi. Cố lên. Wow, ôi dồi, nhìn cái vòng xoáy nhờ, vòng xoáy lửa kìa, kinh quá. Con cha một có vòng xoáy lửa kinh luôn, các bạn ơi. Kết hợp nào, tạo ra con cha 2 à. Cha Vector, con cha 2. Đây, trong game này gọi thứ tự theo thứ cùng tên như gọi theo thứ tự kết hợp tạo ra các bạn nhé. Con đầu tím có sừng kia gọi là con cha 2. Cố lên nào, giết hết cha một rồi bạn đi, dê thắng rồi. Quân địch tuổi dê, đội bạn có hai con cha 2. Mình kết hợp thêm cũng tạo ra hai con cha 2. Ok, xin thấy mấy con cha một đã nào. Ok, mình hơn đội bạn hai con cha một rồi. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng tấn công thôi nào. Cố lên nào. Xong lên nào. Tuổi gì bạn ơi, cho suy nghĩ tuổi đi bạn ơi. Mình lại thắng được các bạn ơi. Công nhận con cha một đứa bé thế mà bắn các cái đam lửa to thất như là một rộng một thúng lửa hoặc một người làm gì mà sống nổi. Wow, con địch có con gì mà trông như con kia gọi là con cha ba hay là con quá con quái vật 3. Cố lên em ơi, con quái vật 3, đấy là con quái vật 3 các bạn ơi. Cố lên em ơi, yeah, thắng rồi. Wow, đội bạn vẫn mini kia làm sao mà thắng được. Hai con quái vật 3, đấy, mình cũng tạo kết hợp được ra một con quái vật 3 các bạn ơi. Rồi, tất cả chuẩn bị sẵn sàng tấn công lên nào. Quân địch tuổi gì, cho suy nghĩ tuổi đi bạn ơi. Không có tuổi đâu bạn ơi. Cho suy nghĩ tuổi đi bạn ơi. Cố lên. Yeah, thắng rồi. Các bạn ơi, hai cổ vũ đều trong mini nào. Wow, quân địch lại có con gì kia. Trời ơi, mình thua hẳn họ với con này là con gì nhỉ? Chưa, ui gì cầm cái gậy như kiểu lưỡi hai tư thần các bạn ơi. Cố lên anh em ơi, cố lên Puppy ơi, cố lên tổng Puppy ơi. Haki ba đầu này. Yeah, có lẽ mình sẽ thắng rồi các bạn ơi. Cố lên chê, thắng rồi. Wow, đội bạn có 5 con Haki, là gọi là con quái vật 1. Và con quái vật kia là quái vật 4 các bạn ơi. Và hai con cha một. Tuổi gì bạn ơi? Cố lên em ơi, xông lên nào, tiêu diệt con đi thế nào. Ui, cái gậy như kiểu gậy cái hái của thần chết các bạn ạ. Yeah, mình thắng rồi. Tiếp tục nào, trời ơi, thế này thì con đi làm sao thắng được mình. Mình cũng vừa kết hợp được ra con quái vật 4 các bạn ơi. Con quái vật tay cầm đi.
con quái vật tay cầm cái lưỡi hái tử thần. Khủng quá, khủng quá. Mình lại thắng rồi các bạn ơi, thắng rất nhẹ nhàng luôn. Mấy cái level vừa đầu chơi dễ dàng lắm các bạn ạ. Các bạn cố gắng kết hợp và chỉ giành chiến thắng nhiều các bạn nhé. Đừng để thua trận nào là được em mà. Ui trời ơi, đội bạn có con người máy biết bay các bạn ơi. Đúng duy nhất chỉ một con mà dám khiêu chiến với ta các bạn ơi. Đội bạn tuổi gì nào, mình kết hợp tạo ra 5 con trai nào, cố lên nào. Bạn ơi, cho xin cái tuổi đi bạn ơi. Tuy bạn là người sắp top cao nhưng mà mình cũng cho bạn đi về chầu Diêm Vương hết các bạn ơi. Cố lên nào, cố lên nào. Yeah, mình sắp thắng rồi. Thắng rồi các bạn ơi. Mình vẫn còn được một huấn luyện viên nữa. Huấn luyện viên sắp chết thì vẫn chưa chết. Ok, được thêm một con gấu Freddy. Con này con gấu các bạn ạ. Gọi là con Monster 2. Được rồi, đây rồi, đây rồi, chuẩn bị tấn công đi nào, mỗi đứa một con nào. Cố lên, cố lên, cố lên nào. Cố lên, cố lên, cố lên nào. Mình lại thắng rồi các bạn ơi. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Quân địch có 2 con cha 4 và 2 con kinh 2 con sói con gì nhỉ. À đây, anh này đây. Này đây gọi là anh gì đây? Mình không thể khinh thường địch được. Mình xin tiếp quân thôi nào. Ok ok. Chiến đấu giành chiến thắng đi anh em ơi. Xong lên đi nào. 1, 2, 3, let's go. Cố lên nào, cố lên nào. Anh cho con cha 4 của bạn nát cáo đi nào. Cố lên, cố lên, cố lên nào. Cố lên anh em ơi. Kinh chưa, kinh chưa, ui kinh chưa, kinh chưa, ui trời ơi, trời ơi, con địch mạnh quá. Tiểu lý phi đao không bằng thời tao phi dép ấy. Con địch phi rất chuẩn luôn. Hai con kia với con cáo hay con gì nhỉ. À, hai thanh niên. Hai thanh niên ít tuổi, mình bắn kinh quá. Con địch có 2 con cha 4 mạnh quá các bạn ơi. Đã chết hết tất cả con Manta của mình luôn. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên, cố lên nào, cố lên nào. Manta 4, quên con cha 4, cố lên nào. Manta 4 này, Manta 4 này cũng ngã ngựa này. Ok, đây rồi đôi giày. Thanh niên ơi, thanh niên ơi, thanh niên cũng ngã ngựa luôn. Thanh niên ơi, tuổi gì mà ăn anh. Trời ơi, lại còn có thằng tóc đỏ cái nữa, xuống tóc đỏ cái nữa. Kinh chưa, kinh chưa. Không biết thằng đấy có mạnh không nhỉ. Mình xin thêm mấy con khắc khí gốc kia nào. Con Manta 1 các bạn ơi. Ok ok, đã có được 4 con rồi. Kết hợp tạo ra con Manta 2 nào. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Xông lên anh em ơi. Cố lên, cố lên nào, cố lên nào, xông lên nào. Giết chết thằng Xuân tao bỏ tóc đỏ cái đi. Cố lên. Cố lên anh em ơi, cố lên nào. Cố lên, đập chết thằng Xuân tóc đỏ cái đi. Cố lên, Xuân tóc đỏ ơi này. Xuân tóc đỏ này. Yeah, thắng rồi. Mình lại thắng rồi các bạn ơi. Wow, con gì kia. Ui dồi ui, robot người máy biết bay các bạn ơi. Kinh chưa, kinh chưa. Con này là con bot đấy các bạn ơi. Chúng ta kết hợp nào. Cố lên em ơi, xông lên nào. Cố lên nào. Trời ơi, con robot người máy đội bạn mạnh quá. Và phát nào, chết phát đấy luôn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, ôi, mạnh thế. Thế này thì ai con nào địch nổi. Trời ơi, mình thua rồi. Con người máy khổng lồ của đội bạn mạnh quá. Và phát nào, quân mình ngã la liệt phát đấy. Tăng cường lực lượng thôi anh em ơi. Xin thêm 2 con Haki Goki nào. Con Manta 1. Ok, tấn công thôi anh em ơi. Xông lên nào. Cố lên, cố lên, cố lên nào. Ui giời, vẫn còn thua. Trời ơi, nó quay một phát chết hết rồi. Trời ơi. Cố lên nào, cố lên nào. Ném mạnh lên, ném mạnh đi, sắp chết rồi. Cố lên, cố lên. Trời ơi, thiếu một tí nữa các bạn ơi. Thiếu một tí nữa là mình thắng. Bây giờ ta lại xin thêm quân thôi. Xin thêm 4 con cha 1 các okay. Bạn ơi. Ok ok, đây rồi đôi giày.
Tiểu Ly Phi Đa không bằng thầy tao Phi Dép. Cố lên nào, cố lên anh em ơi, cố lên nào. Robot nhiều máy sắp chết thôi, còn tí máu nó thôi. Cố lên nào, đi hết lần này là nó chết thôi. Yeah, thắng rồi các bạn ơi, may quá may quá. Video đến đây cũng là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Các bạn ơi, hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để mình có động lực làm các video lần sau hay hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.